Đến hết tháng 9, các tỉnh phía Nam ghi nhận khoảng 3.000 trường hợp dương tính với bệnh sởi. Các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk vẫn còn nằm trong vùng có nguy cơ cao về gia tăng dịch sởi. Bên cạnh đó, gần đây tại một số địa phương phát hiện nhiều bệnh nhân sởi trên 18 tuổi. Có 4 trường hợp tử vong bằng cả năm 2019 khi cả nước ghi nhận đến 40.000 ca mắc. Các chuyên gia cho rằng mặc dù đã tăng tỷ lệ tiêm chủng nhưng số ca mắc sởi ở nhóm từ 1 đến 10 tuổi còn cao cho thấy vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra.